tập đoàn Guotelam Holding của tỷ phú Gon Chanlan đã nắm giữ phần lớn cổ phần, giành quyền kiểm soát công ty sơn Nhật Bản Nippon, khiến thế giới chấn động, giúp tài sản của ông tăng mạnh. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được thành công như ngày hôm nay, ông Gon Chanlan từng là thợ sơn nghèo, không có cơm ăn. Tỷ phú ổ chuột ngoài đời thực. Ông Gon Chanlan là một trong những tỷ phú nổi tiếng và cũng ít nổi tiếng nhất ở Singapore. Ông chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ một danh sách liệt kê những người giàu có nào, thậm chí cũng chẳng bao giờ nói chuyện với báo chí. Tuy nhiên, một trong số những địa danh nổi tiếng nhất của Singapore như bệnh viện Miss Elizabeth hay trung tâm thương mại Leon Court ở Clay Quay lại được xây dựng bởi doanh nhân ẩn giật này. Được mệnh danh là tỷ phú ổ chuột, Gon cũng như nhiều tỷ phú châu Á có một xuất thân khá khiêm tốn. Cha ông thất nghiệp, mẹ làm công việc giặt là quần áo. Đại gia đình của ông gồm cha mẹ, ba chị gái và một anh trai sống ở một căn hộ chung cư chỉ có một phòng. 7 người sống trong điều kiện sinh hoạt kham khổ kéo dài đến khi Gon 12 tuổi. Tỷ phú Gon Chanlan chưa bao giờ đi học. Để kiếm sống, từ bé ông đã đi bán lưới đánh cá và học các kỹ năng kinh doanh để làm nên vận mệnh của mình. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, cha mẹ gửi ông tới Muar, sau này là Malaysia. Ở đây ông giúp anh rể bán lưới đánh cá cho đến năm 1943. Ông quay trở lại Singapore bắt đầu công việc bán nước có ga. Tuy nhiên, công việc kinh doanh lúc này không thuận lợi, ông chuyển sang làm việc cho một cửa hàng phần cứng. Bước ngoặt lớn đến với cuộc đời của Gon là vào năm 1949, khi đó ông Gon đã dành hết số tiền mình kiếm được để mua gom các thùng sơn mục nát được bán đấu giá vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Với cẩm năng pha chế hóa chất của người Trung Quốc trong tay, ông bắt đầu pha trộn các loại sơn vào với nhau, tạo ra sản phẩm của riêng mình mang tên chim bồ câu. Do lệnh hạn chế nhập khẩu trong thời chiến tranh Triều Tiên, ông bỗng chốc thành công khi kinh doanh sơn trong nước, mở đường cho đế chế của mình trong ngành sơn tương lai. Đây chính là con đường ra đời của thương hiệu sơn Pion Brand. Sau đó, Gon Chanlan đã bắt tay hợp tác với Nippon Paint, một trong những thương hiệu sơn lớn nhất thế giới, bàn đạp đưa ông Gon vào danh sách tỷ phú thế giới. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào năm 1950, một lệnh cấm được ban hành, ông Gon được hưởng lợi nhuận khổng lồ. Theo đó, nhập khẩu bị hạn chế giúp cho doanh nghiệp sơn của ông có được thị trường ở Singapore. Nhưng không dừng lại ở đó, ông đi học chuyên sâu hơn về công nghệ sản xuất sơn ở Đan Mạch. Sau khi tìm hiểu kỹ về công nghệ và mô hình kinh doanh của ông Gon, Nippon Paint đã đến gặp ông với một đề xuất kinh doanh. Lúc này khi đã trở thành một doanh nhân thực thụ, ông Gon đã đạt được một thỏa thuận mở một nhà máy mang thương hiệu Nippon ở Singapore. Những năm 1960 về sau, vị tỷ phú ổ chuột này đã thống trị ngành sơn ở Singapore và ngày càng vươn xa hơn nữa, mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh vực khác. Năm 1991, ông Gon thành lập Genome Holding. Genome là một công ty cổ phần với một danh mục đầu tư bao gồm các công ty trải rộng trên khắp các ngành công nghiệp. Theo thông tin trên trang web của tập đoàn, tài sản của ông Gon Chanlan ngày càng lớn mạnh tại Singapore. Ngành kinh doanh của ông lên như diều gặp gió khi đất nước này có luật yêu cầu các tòa nhà phải sơn lại sau 5 năm. Ông đầu tư cổ phần của mình vào công ty Guotelam Holding có trụ sở tại Singapore. Hiện công ty Nipsey đang hoạt động tại hơn 15 quốc gia ngoài Nhật Bản với khoảng 15.000 nhân viên và nhà máy ở 30 nơi khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Times vào năm 1997, ông Gon cho biết ông chỉ thích hợp với việc điều hành một công ty tư nhân hơn là một công ty quần chúng. Triết lý cá nhân của tôi là tôi không bao giờ muốn một công ty quần chúng. Đầu tiên, tôi không phải là một người quản lý chuyên nghiệp. Thứ hai, các nhà quản lý chuyên nghiệp đến và tham gia cùng tôi không biết làm thế nào để xử lý họ, cũng không biết làm thế nào để điều khiển họ. Ông Gon có một cái mũi thính cho việc kinh doanh. Ông Lai Sim-hee, một đối tác kinh doanh và cũng là bạn của Gon, chia sẻ với Business Times vào năm 1997. Sự nhạy bén trong kinh doanh này đã được mài dũa qua nhiều năm. Trong nhiều năm, Guotelam và Nippon đã điều hành hoạt động kinh doanh với các liên doanh ở Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Vào tháng 8 năm 2020, Nippon Paint đã ký một thỏa thuận cho phép họ mua lại liên doanh và tiếp quản công việc kinh doanh tại Indonesia của Guotelam. Đổi lại, cổ phần của gia đình tỷ phú Gon trong Nippon Paint tăng lên khoảng 58%. Tăng trưởng sẽ còn tiếp tục, nhà phân tích Horace Chan của Bloomberg Intelligence nhận định. Ông Chan ước tính liên minh có thể nâng thu nhập ròng của Nippon Paint lên khoảng 64% trong năm 2021. Nó sẽ giúp công ty đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp, cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Thích chơi du thuyền hạng sang. Ông trùm tỷ phú Gon Chanlan cũng có cổ phần trong các ngành khách sạn, đóng gói bao bì, logistics, bến du thuyền, sân golf, sản xuất thực phẩm, khai thác mỏ tại Trung Quốc, khách sạn và bất động sản trên toàn thế giới. Ông cũng từng sở hữu bệnh viện Miss Elizabeth và trung tâm mua sắm Lancôme. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần của Nippon Paint. Ngày nay, các công ty của ông gồm Guotelam Holding và Genome Industry hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh doanh. Thỏa thuận giữa Nippon và Gon Guotelam Holding được cho là một trong những giao dịch lớn nhất ở châu Á trong năm 2020.
Khối tài sản của ông lên tới gần 17 tỷ đô la Mỹ, trong đó không chỉ có cổ phần trong Guatemala và Nippon, mà còn sở hữu một siêu du thuyền mang tên White Rabbit và một bất động sản ở Singapore trị giá 68 triệu đô la Mỹ. Được biết, ông có niềm đam mê với du thuyền sang trọng và catamaran. Vốn là một doanh nhân kín tiếng như ông Lan, là chủ sở hữu của một bộ sưu tập thuyền cực kỳ xa xỉ, trong đó có cả siêu du thuyền White Rabbit Echo 200 FT của Úc. Tôi không thích các rạp chiếu phim, tôi không thích phim ảnh, tôi không thích bài hát, tôi không thích hát karaoke, tôi không thích quán bar. Hồi còn trẻ tôi khá nghịch ngợm, nhưng 20 năm qua đã khác rồi, ông nói. Ông Goh đã được tạp chí Forbes Asia lựa chọn làm một trong những người hùng trong việc làm từ thiện năm 2014. Lĩnh vực chủ yếu mà ông làm từ thiện là nghiên cứu y học. Quỹ God Foundation của ông đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ đến các trung tâm ung thư quốc gia Singapore vào tháng 3 năm 2014. Có thể thấy, Goh Chen Lan xứng đáng là một tấm gương cho những nỗ lực vượt khó và nắm bắt thời thế để thành công.